Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin sau. Thật đáng buồn khi tất cả 10 quốc gia nghèo nhất thế giới được tìm thấy ở châu Phi. Theo các bạn, vì sao những đất nước này có nền kinh tế kém phát triển như vậy? Hãy cùng Top Tin TV tìm hiểu nhé! 1. Burundi, đất nước nghèo nhất thế giới đầu tiên phải kể đến đó là Cộng hòa Burundi. Quốc gia này nằm ở phía đông châu Phi. Thu nhập bình quân đầu người của Burundi là 783 USD trên người trên một năm, chỉ khoảng 18 triệu đồng trên người trên năm. Đây là một nước nông nghiệp lạc hậu. Mặc dù Burundi có các loại khoáng sản quý, nhưng nền công nghiệp lại kém phát triển, chủ yếu là chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Cả nước có hơn 10 triệu dân và trên 90% dân số sống bằng nghề nông. Tính từ năm 2006, GDP của nước này vẫn tăng trung bình 4% trên mỗi năm. Nhưng trên bảng xếp hạng, Burundi vẫn là quốc gia nghèo nhất thế giới, vốn bởi chịu sự liên tiếp tác động từ các cuộc nội chiến, chủ yếu do xung đột tôn giáo, sắc tộc và thêm cả chính sách cải cách kinh tế không đem lại hiệu quả của chính phủ. Nếu bạn đến đất nước này, bắt gặp nhiều cảnh các em nhỏ đói ăn, lê la ngoài đường. Do không được chăm sóc sức khỏe, không đủ chất dinh dưỡng nên trẻ em ở đây mắc rất nhiều loại bệnh khác nhau. 2. Nam Sudan. Cái tên thứ hai trong danh sách những đất nước nghèo nhất thế giới đó là Nam Sudan. Được thành lập từ năm 2011, Nam Sudan là quốc gia non trẻ nhất thế giới, nằm ở giữa châu Phi. Thu nhập bình quân đầu người của nước này là 884 USD trên người trên một năm, khoảng 20 triệu đồng trên người trên năm. Nền kinh tế quốc gia này về cơ bản cho thấy còn non trẻ với nhiều bất cập. Ở quốc gia này rất giàu có về dầu mỏ, dường như khắp nơi đều có thể tìm thấy. Chính sự giàu có của dầu mỏ tạo nên sự chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội, cùng với đó là chiến tranh, bạo lực, nội chiến diễn ra liên tiếp. Song qua nhiều năm nội chiến, nó trở thành một trong những vùng ít phát triển nhất trên trái đất. Không thiếu cảnh các em nhỏ và người nhà đói ăn, nhìn rất đáng thương. Thật may mắn khi chúng ta được sinh ra ở Việt Nam các bạn ạ. 3. Cộng hòa Trung Phi là một quốc gia thuộc miền Trung châu Phi. Và qua gần một thập kỷ, Cộng hòa Trung Phi vẫn nằm trong top những đất nước nghèo nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người của nước này là 972 USD trên người trên năm. Kinh tế Cộng hòa Trung Phi là một trong những kinh tế kém phát triển nhất thế giới bởi vì nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn, 55% trong tổng sản phẩm quốc nội và cơ bản là nền nông nghiệp tự cung tự cấp. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này lên tới hơn 30%, tỷ lệ nghèo hơn 80%, thật sự là con số đáng buồn. 4. Cộng hòa Dân chủ Congo là cái tên tiếp theo trong top những nước nghèo nhất thế giới. Đây là một quốc gia thuộc miền Trung châu Phi. Hơn nữa, đây còn là quốc gia có diện tích lớn thứ hai châu Phi. Thu nhập bình quân đầu người của nước này là 978 USD trên người trên năm. Nền kinh tế kết hợp giữa nông nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Còn công nghiệp chủ yếu dựa vào dầu mỏ, cung cấp nguồn nhập và nguồn xuất khẩu chính cho đất nước. Kể từ khi giành được độc lập từ Bỉ vào năm 1960, Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng hàng thập kỷ độc tài, bất ổn chính trị và bạo lực liên tục. Với 80 triệu ha đất trồng trọt và hơn 1.000 khoáng sản và kim loại có giá trị, Cộng hòa Dân chủ Congo rất có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia châu Phi giàu. Nhưng bất ổn chính trị và tham nhũng lại tiếp tục làm trì hoãn tiềm năng phát triển đó. 5. Malawi là một quốc gia tại Đông Nam Phi. Malawi đứng thứ 5 trong top các nước nghèo nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người của nước này là 978 USD trên người trên năm. Nền kinh tế Malawi chủ yếu là nông nghiệp, với khoảng 90% dân số sống ở các vùng nông thôn. Nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn của hỗ trợ kinh tế từ các nước, các tổ chức bên ngoài thế giới. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn. Thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện các cơ sở giáo dục và y tế, đối mặt với các vấn đề môi trường như nạn phá rừng, xói mòn đất và đối phó với HIV/AIDS đang ngày càng tăng nhanh ở châu Phi. 6. Niger. Tên quốc gia đặt theo tên sông Niger, có tên đầy đủ là Cộng hòa Niger, nằm ở giữa phía Tây Phi, là nước có số dân đông nhất châu Phi. Thu nhập bình quân đầu người của nước này là 1.253 USD trên người trên năm và được cho là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới. Đất nước được bao phủ bởi sa mạc Sahara và ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp quy mô nhỏ. Có thể nói, quốc gia này có lợi thế về nguồn tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực phong phú. Tuy vậy mà Niger đang trên bờ vực bị đe dọa từ sa mạc hóa và biến đổi khí hậu. Tỷ lệ người mắc bệnh tật, tỷ lệ tử vong đang theo đà tăng lên và nguy cơ bùng nổ xung đột trong nước.
Đó là lý do khiến kinh tế của Niger kém phát triển và nằm trong những nước nghèo nhất thế giới hiện nay. 7. Mozambique là một quốc gia ở Đông Nam Châu Phi. Thu nhập bình quân đầu người của nước này là 1.279 USD trên người trên một năm. Về cơ bản, quốc gia này có phần đất màu mỡ, nước dồi dào phát triển nông nghiệp, cùng với đó là lợi thế về khoáng sản và năng lượng, dầu mỏ. Nhưng nguyên nhân chính cho nền kinh tế kiệt quệ là nằm ở sự bất ổn của chính trị, sự suy sụp nặng nề do các cuộc chiến tranh du kích và nội chiến kéo dài suốt 30 năm. Thêm cả điều kiện khí hậu cũng khá khắc nghiệt và tình trạng tham nhũng vẫn xảy ra. Hiện tại, Mozambique vẫn cần sự hỗ trợ kinh tế, nhân lực từ các nước ngoài thế giới, trong đó có cả Việt Nam. 8. Liberia. Liberia là một quốc gia nằm ở Tây Phi. Thu nhập bình quân đầu người của nước này là 1.536 USD trên người trên năm. Nguồn tài nguyên khá phong phú, điều kiện khí hậu nơi đây hài hòa với nguồn nước dồi dào và đường bờ biển kéo dài. Tuy nhiên, Liberia vẫn thường xuyên được liệt kê trong danh sách nước nghèo nhất thế giới và kém phát triển vì cách quản lý của chính phủ chưa được thống nhất chặt chẽ. Các cuộc nội chiến cũng kéo dài làm phá hủy các cơ sở hạ tầng. Hiện tại, quốc gia này vẫn lấy nông nghiệp làm chủ đạo với hơn 75% nhân lực. Số nhân lực còn lại phân chia lần lượt 35%, 15% cho dịch vụ, công nghiệp. Với những nguyên nhân trên thì đất nước này cũng không có nền kinh tế khá khẩm hơn các nước vừa nói là bao. 9. Comoros là quốc đảo ở châu Phi nằm giữa eo biển Mozambique trên Ấn Độ Dương. Với tỷ lệ thất nghiệp cao, phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài và hỗ trợ kỹ thuật. Mặc dù đất nham thạch không phù hợp với nông nghiệp, nhưng khoảng 800.000 người kiếm sống bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu người là 1.662 USD trên người trên năm. Cũng giống như những đất nước vừa nói trên, Comoros đã trải qua một thời kỳ bất ổn chính trị kéo dài, làm rối loạn hoạt động kinh tế và buộc nhiều người phải rời khỏi đất nước. Mặc dù bộ máy chính quyền đã thực hiện một số cải cách cơ cấu và các chương trình giảm nghèo, tuy nhiên, sự không chắc chắn về chính trị vẫn tồn tại. Các tài khoản tài chính đang ở trong tình trạng khó khăn và mất điện kéo dài, khiến việc điều hành một doanh nghiệp là không thể. 10. Madagascar nằm cách bờ biển Đông Phi 400 km. Madagascar là hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới, với số lượng động vật hoang dã đa dạng, ngành du lịch hưng thịnh nhưng không thể giúp đất nước thoát khỏi đói nghèo. Phần lớn, dân số vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống, khiến cho nền kinh tế của đất nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các thảm họa liên quan đến thời tiết. Madagascar đã trải qua những bất ổn chính trị, các cuộc đảo chính bạo lực và các cuộc bầu cử tranh chấp. Điều đó khiến nền kinh tế của đất nước này cũng không nằm ngoài 10 nước nghèo nhất thế giới. Đến đây, chắc các bạn cũng đã hiểu được lý do vì sao 10 đất nước này lại nghèo đến như vậy rồi đúng không? Chính sự bất ổn về chính trị, các cuộc đảo chính, tranh chấp, các chính sách phát triển kinh tế chưa hợp lý, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu khắc nghiệt là những điểm chung mà những nước này đang gặp phải. Bạn đã đến những đất nước này chưa? Hãy cùng comment ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!